不求路遥远，只为看恩人。在巴西里约热内卢旁的小岛，住着一位叫亚道夫的老人。每一天，他都会到海边散步看海。看海，mọi người nhanh qua đây xem nè, ở đây có một con cua nhỏ. Thật không vậy? Chúng ta mau bắt nó đi. Đừng có để cho nó chạy mất đó. Con cua nhỏ kia không chạy được đâu. Mình bắt được nó rồi nè. Này cậu bé, hãy thả nó ra đi. Ông ấy đó bà, ông có biết là tụi con khó khăn lắm mới có thể bắt được con cua này. Vậy tại sao tụi con phải thả nó ra chứ? Con cua nhỏ này thì nó cũng giống như các con, vẫn là những đứa trẻ. Nếu như các con đem nó đi rồi, cha mẹ của nó sẽ rất đau lòng và lo lắng lắm. Ông ấy đó bơi, loài cua mà cũng biết buồn bã lo lắng hả? Đương nhiên rồi, tất cả các loài động vật đều giống như con người chúng ta thôi, cũng đều có tình cảm, có lòng yêu thương người thân và bạn bè của chúng. Ồ, ông ấy đó bà, vậy con nghe lời ông. Bây giờ con sẽ đem nó thả về biển. Các con nhìn thấy không? Nó được trở về nhà thì vui mừng quá trời. Đúng vậy. Ông ấy đó rất có tấm lòng từ bi, thường cứu giúp các loài động vật này. Những động vật nhỏ bé ấy trong mắt của ông xem giống như là con của chính mình vậy. Có một ngày nọ, ông bỗng nhiên phát hiện ra trên rặng đá ngầm có một con chim cánh cụt, cả người dính toàn là dầu thô. Trên tảng đá đó có cái gì vậy ta? Trời ơi, một con chim nhỏ đáng thương, làm sao bị biến thành như vậy được? Chim cánh cụt nhỏ bé à, mày đang đi đâu vậy hả? Bây giờ cả người toàn là dầu thô như vậy. Xem ra lại là vụ dầu bị trò rỉ nên mới biến mày thành như vậy đây. Chim cánh cụt bé nhỏ, mày đừng có sợ. Tao sẽ lau sạch dầu dính trên người cho mày nha. Đợi mày trở nên sạch sẽ rồi, ta sẽ đem mày trả về với biển cả. Ê đốp à, ông ôm cái gì trong tay vậy hả? Là một con chim cánh cụt nhỏ rất đáng thương. Trên người nó dính toàn là dầu thô. Tôi định giúp nó lau sạch đó mà. Vậy là nó lại là nạn nhân của dầu thô bị trò rỉ đây. Ây, mỗi năm bởi vì dầu thô bị trò rỉ mà không biết đã có bao nhiêu sinh mạng như vậy mà mất mạng rồi đúng vậy. Những chất dầu thô chính một lớp dày rất dày trên da của động vật, hại chúng không có cách nào để sinh sống bình thường cho được, vì vậy mà chúng chết sạch. Có một loại chim biển cũng vì lông và cánh bị dính dầu thô không thể nào bay lên được, đành chịu chết chìm ở dưới đáy biển. Đúng là vậy đó, rất nhiều loại cá cũng vì vậy mà chết hết, lại còn ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng và phát triển của các loài động vật nữa. Những dịch dầu loang này đối với môi trường và các loài sinh vật quả thật là rất nguy hại. Con chim cánh cụt bé nhỏ này nếu như không được tôi phát hiện, rất có thể nó đã chết trên bãi biển đó rồi. Ây đốp à, vậy ông định làm thế nào để giúp cho nó đây? Trước tiên tôi sẽ đem nó đi tắm rửa và lau sạch sẽ. Nhìn nó thế này, chắc là không có bị thương gì ở bên ngoài. Tôi nghĩ, lau sạch sẽ rồi, từ từ, nó sẽ có thể đi lại và sinh hoạt bình thường. Nhưng mà để lau sạch những vết dầu trên người nó cũng không phải là chuyện dễ dàng đâu ông bà. Tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể cứu con chim này. Kết quả là, ông ấy đó mất cả tuần lễ bên con chim cánh cụt nhỏ bé, đi tắm rửa, lau sạch chất dầu dính trên người của nó, sau đó là cho nó ăn uống, và nuôi dưỡng vô cùng cẩn thận, đồng thời cũng đặt tên cho nó. Ông gọi đó là GPC. Ông ấy đó ơi, đây là con chim cánh cụt bé nhỏ mà ông đã cứu nó đó hả? Ừ, đúng nó đó. Ta lại còn đặt tên cho nó một cái tên gọi là Green Dizzy. Wow, ông Adop, ông thật là tốt bụng. Giống như là đang nuôi một con thú cưng vậy đó. Không đâu, Green Dizzy nó không phải là thú cưng của ông. Nó thuộc về biển cả. Hôm nay, ông đem nó ra biển chính là muốn thả nó trở về biển khơi. Thả về biển khơi? Ông Adop à, ông đã quan tâm chăm sóc nó như vậy rồi, làm sao mà có thể thả đi được? Đúng vậy đó, ông ấy đó bà. Chẳng lẽ là ông sợ cha mẹ của Green Dizzy lo lắng cho nó hả? Đúng vậy. Nhưng mà điều quan trọng nhất
Rinbizi chính là một con chim cánh cụt. Nhà của nó là ở ngoài biển khơi. Mặc dù ông cũng không có muốn thả, nhưng mà vì hạnh phúc của nó, ông cần phải đưa nó về ngôi nhà của nó mới được. Đi thôi nào, Rinbizi. Mày cần phải trở về nhà. Nếu như mà sau này mày còn nhớ đến tao, thì nhớ trở về thăm tao đó nha. Ông ấy đó bà, ông nói xem sau này Rinbizi có quay trở lại không ông? Ta nghĩ không đâu, bởi vì nơi mà loài chim cánh cụt sinh sống cách chỗ chúng ta rất xa. Nó làm sao có thể bơi đi xa như vậy để có thể quay trở về? Nói như vậy, sau này chúng ta không thể gặp Rinbizi nữa rồi. Đúng là vậy, nhưng còn rất nhớ nó đó ông. Ông nghĩ nó cũng sẽ rất nhớ chúng ta. Chỉ cần có thể sống bình yên và an lành là được rồi. Tiểu chi ứa tí xí lý khai hồ. Nhà đạo phu vẫn thường xuyên nhớ đến con chim cánh cụt bé nhỏ dễ thương. Ông ấy nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại Rinbizi nữa. Nhưng chỉ vài tháng sau, Rinbizi đã bơi về lại bãi biển lúc trước. Ông ấy đó ơi, ông lại nhớ đến Rinbizi nữa hả? Rinbizi rời xa ông cũng được mấy tháng rồi. Không biết quãng thời gian đó nó đã sống ra sao rồi. Thôi ông bà, ông cứ yên tâm đi. Rinbizi, nó là con chim cánh cụt rất là thông minh, nhất định là sống rất vui và hạnh phúc. Ông cũng nghĩ như vậy, nhưng mà ông nghĩ suốt đời này chắc là ông cũng không có cơ hội gặp lại nó lần nữa đâu. Đó là cái gì vậy? Ông ơi, là một con chim cánh cụt đó ông. Nhất định là Rinbizi, nó đã quay trở lại, nó quay trở về rồi. Rinbizi trở về, sao có thể như vậy được? Rinbizi, đúng là mày rồi, đúng là mày thật rồi. Rinbizi à, mày có biết là tao nhớ mày lắm không? Thật là hay quá, Rinbizi đã bơi trở về thật rồi. Rinbizi, mày có muốn theo tao trở về nhà không? Về nhà của chúng ta đó. Được rồi, đi nào, chúng ta trở về nhà. Từ đó, trên hòn đảo nhỏ của Brazil xuất hiện một ông cụ già và một con chim cánh cụt ở cùng với nhau. Hình như không thể nào rời xa dù chỉ một bước. Rinbizi dựa vào đầu gối của ông Aidop để ông tắm cho nó, ăn những thức ăn mà ông cho nó ăn. Rinbizi nhỏ bé của chúng ta đã trở về. Tôi nghĩ nhất định ông phải xem nó như là người một nhà đó nha ông. Tôi đã nói rồi, bất kể động vật nào thì cũng giống như con người, cũng có tình cảm, có lòng yêu thương quyến luyến đối với gia đình. Tôi rất yêu quý Rinbizi, tin rằng nó đối với tôi cũng giống như vậy. Ê trời ơi, nó không chịu cho tôi đụng vô kìa. Đương nhiên rồi, ngoại trừ ấy đớp ra, Rinbizi không để cho bất cứ ai đụng vô nó đâu. Chắc tại tôi là bạn của nó mà. Mỗi đó, đang là phản chỉ thời tiết sáng, Tì Xí bèn hội lìa khỏi Đạo Phu, để bơi về nơi đất sinh ra và lớn lên. Rồi sau đó, lại dụ hội lại, cháu Đạo Phu trở về với ông. Tì Xí à, bơi xa như vậy mệt lắm có đúng không? Ta đã chuẩn bị đồ ăn mà mày thích nhất rồi này, lại còn có một bồn đầy nước đá cho mày tắm nữa. Đi nào, chúng ta về nhà thôi. Mặc dù mỗi năm cứ đến thời tiết sáng, Tì Xí hội lìa khỏi phải đi. Nhưng mà, tất cả thời gian còn lại, nó đều để dành để ở cạnh ông Aidop. Họ đã kết hợp và trở thành những người nổi tiếng trên hòn đảo Brazil nhỏ bé này.
Me.